Siêu hot anh em ơi, shop Liên Minh Confession.com đang có rất nhiều sự kiện đang diễn ra trên shop. Đầu tiên là bán nick Liên Minh Trắng, thông tin rẻ nhất thị trường. Không chỉ bán nick giá siêu rẻ, shop còn đang có ưu đãi mua nick tặng ngay RP. Trên shop còn có rất nhiều vòng quay, dịch vụ siêu hấp dẫn như vòng quay siêu phẩm, mở dương RP, khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn ngại gì mà không truy cập ngay shop Liên Minh Confession.com để trải nghiệm ngay nào. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên Minh Confession. Giải mùa hè năm nay không chỉ buồn với đội 1 của T1 mà ngay cả với đội trẻ của họ cũng thiết lập một kỷ lục vô cùng đáng buồn. Không rõ là do yếu tố nào tác động mà phong độ của cả hai đội đều không hề ổn định trong suốt giai đoạn vòng bảng. Các bạn có thắc mắc sự sa sút đến khó hiểu này do đâu không? Vô địch mùa xuân, bét bảng mùa hè, đội trẻ của T1 thiết lập kỷ lục đáng buồn. Chú tể Meta Twin Bee lại dạy hư game thủ với bài mới cho ban đệ tứ triệu hồi Ari đường giữa. Thua 4 trận chung kết liên tiếp, đây xứng đáng là tuyển thủ số nhỏ bậc nhất. Số về nhì thì hình như đã ngấm luôn vào máu của anh chàng này. Ở giai đoạn mùa xuân, Santorin bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe và chỉ được đăng ký dự bị trong trận chung kết để rồi ngậm ngùi chứng kiến Team Liquid để thua Cloud9. Đến mùa hè, ngay cả khi cả đội được đánh giá cao hơn, Team Liquid
Á quân của các giải đấu mà họ tham dự, LCK và LCK Academy, một tín hiệu cho thấy chất lượng của lò đào tạo T1 vẫn không mấy suy chuyển, bất chấp thành tích tệ hại. Sử dụng chiến thuật ba mũi nhọn tấn công trong trận đấu với WE, tức là họ đã cố gắng nuôi xanh cả ba đường nhờ vào lợi thế tay to. Chiến thuật này thành công rực rỡ và WE đã ban pick quá tệ, nhưng nếu gặp phần Blufonis, lối chơi tay to của
Sao Yu không có cơ sở để khẳng định một cách tự tin như vậy. Thực sự giọng hát của Sao Yu rất ổn và khi cần nhảy, cô nàng cũng cháy chẳng kém nữ streamer nào hết. Bản tin giải đấu số 295 đến đây là hết rồi ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!